em gặp anh thì em cũng muốn hỏi anh trước một câu là anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ha? Anh không nhớ hết nhưng mà chắc chắn là rất nhiều. Nhưng mà đa phần những mối tình đấy đều kết thúc bằng những cái điều rất là vô lý. Cho em hỏi anh một chút là sau khi mà anh qua nhiều mối tình như vậy á, anh có suy nghĩ là tại sao mọi người lại không tin tưởng mình không? Anh nghĩ là bởi vì là nếu như mà trải qua mối tình thì là rất nhiều, nhưng mà để anh thực sự là yêu và người đấy cũng có cái tình cảm và người ta cũng thực sự tin tưởng anh thì rất là ít. Cái cảm giác của con gái không bao giờ sai hết á, khi mà không tin tưởng là chắc chắn sẽ có vấn đề. Chia sẻ với cả năm bạn nữ đang ngồi đây luôn thì cô ấy đã từng về nhà tham dự đám cưới của Hiếu. Tham dự đám cưới của anh trai Hiếu. Gần như là kiểu ra mắt gia đình luôn đó. Ra mắt gia đình. Mà anh Hiếu nói là anh Hiếu hay đi ở ngoài nhiều. Thì anh Hiếu có thích ăn cơm nhà không? Có. Anh thích. có, tại vì mình hay đi ăn quán cơm nhà. Anh thích ăn cơm nhà thì tức về chung nhà với em được ăn cơm nhà. Đó. Không mạnh dạn. Nếu như mà một người con gái không có biết nấu ăn á, hoặc là nấu ăn không có được ngon lắm thì anh thấy thế nào? Anh biết nấu ăn. Từ nãy giờ em thấy mọi người đây cá tính chiếm. Tại sao bạn lại rất chậm? Không, nãy giờ mình không có cơ hội để nói chứ thực sự là mình người nói cực kỳ nhiều luôn. Mình ở ngoài mình nói nhiều lắm, nói nhiều đến nỗi mà bạn bè nó nói thôi mày đừng nói nữa. Gặp lần đầu tiên thì anh nghĩ là ấn tượng đầu tiên với anh là cật nhả. Cật nhả thì không phải, cật nhả là một cái từ nó hơi quá đáng quá. Có vẻ như là anh thân thiện, đúng không? Anh vui vẻ với mọi người nên là anh nghĩ anh cật nhả, nhưng thực ra đó là một cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Em có vui không? Em vui mà nãy giờ em cười rất là nhiều. Anh có thể nhìn em nhiều hơn một xíu không? Tại vì em thích nhìn em ở trong mắt của anh. Trời ơi, mắt tại bạn nãy giờ xa dữ ta. Nhìn em. Để bị tình thường không? Không, em không bao giờ làm như vậy.